À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn chế tạo một cái món đồ chơi từ một cái chiếc nạng như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh chiếc nạng này ha. Nạng này thì mình cắt từ một cái nhánh cây ở ngoài vườn. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cho nó trơn tru. Đôi khi những chiếc nạng này nó có những cái chỗ gồ ghề thì các bạn cắt gọt, gọt tỉa để vệ sinh cho nó trơn tru. Trơn tru thì mình cầm thì nó dễ, mình cầm như thế này thì nó dễ. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm dây thun nha, và một tờ báo, giấy nào cũng được, giấy báo, giấy lịch, giấy gì đó cũng được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thực hiện chế tạo một cái món đồ chơi từ chiếc nạng này. Thun chủ yếu là các bạn sẽ căng thun từ mép bên này qua mép bên này, thì tùy theo chiếc nạng của các bạn lớn hay là nhỏ. Mình thì mình sử dụng thun nhỏ thôi. Thun thì mình sẽ cột, mình cột vào như thế này. Lưu ý các bạn ha, các bạn cột thun vào thì các bạn cũng phải cột thật là chặt nha. Để thun nó bị bung, các bạn cột chặt thun cho mình. Chủ yếu là các bạn sẽ căng thun từ mép bên kia qua mép bên này. Các bạn thấy các bạn căng như thế nào mà vừa phải và vừa đủ, các bạn sẽ tiến hành các bạn cột lại. Như vậy là mình đã tiến hành làm xong rồi nhé các bạn. Các bạn kéo giãn ra cho mình như thế này. Sau đó thì mình có một cái tờ giấy. Tờ giấy này hơi to ha. Mình sẽ cắt ra làm đôi. Sau đó mình sẽ xếp cái tờ giấy này lại. Các bạn xếp cho mình như thế này ha. Như vậy thì cái món đồ chơi của mình nó đã hoàn thành. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình test thử cái món đồ chơi này cho các bạn xem như thế nào nha. Các bạn bẻ đôi lại cho mình ha, gấp đôi lại. Gấp lại như hình chữ V. Các bạn máng vào nha. Máng vào như thế này.